chào tất cả các thầy các cô. Tôi rất vui khi được gặp các thầy các cô trong khóa học xây dựng khóa học e-learning cơ bản do tập đoàn Nguyễn Hoàng tổ chức. Mục tiêu của chúng ta trong khóa học này quan trọng nhất là chúng ta sẽ làm quen với lại các cái công cụ trong trang istudy.edu.vn. Với những cái công cụ trong hệ thống này, chúng ta hoàn toàn có thể tạo được những cái khóa học e-learning dù nó phức tạp đến cỡ nào đi nữa. Tôi cam đoan với các thầy các cô như vậy. Hệ thống của chúng ta là một cái hệ thống rất mạnh. Tuy nhiên thì chúng ta chỉ có đặt mục tiêu thứ nhất, đó là làm quen với lại việc dạy học trực tuyến. Cái thứ hai nữa đó là hiểu được một cái format đơn giản của một cái khóa học e-learning cơ bản. Cho nên trong 8 cái video thực hành mà tôi chuẩn bị giới thiệu với các thầy các cô, thì chúng ta sẽ chỉ có làm quen với lại những cái công cụ dễ sử dụng nhất. Và nó cũng là cái bước chuẩn bị cho các thầy các cô tiến đến cái giai đoạn đó là xây dựng những cái khóa học e-learning nâng cao. Trong đấy chúng ta có thể sử dụng những cái công cụ phức tạp hơn, chẳng hạn như là chúng ta game hóa các hoạt động học tập, chúng ta tích hợp các cái hệ thống, các cái công cụ dạy học trực tuyến khác vào trong khóa học của mình, chúng ta mà quay phim trong studio chẳng hạn như tôi đang làm vào lúc này đây, rồi chúng ta sử dụng các cái công cụ như là MS Producer, rồi Adobe Captivator để tạo ra những cái bài giảng e-learning dạng ESCOM vân vân. Thì cái mục tiêu quan trọng nhất của khóa học này là giúp các thầy cô làm quen với lại các cái công cụ trong hệ thống e-learning, và cái thứ hai nữa đó là chúng ta biết được những cái định dạng cơ bản của một cái khóa học online. Thế thì nội dung của khóa học này đó là các thầy cô thấy trên màn hình, chúng ta chỉ việc xem đúng 8 cái video này là các thầy cô đã đáp ứng được đến 70% yêu cầu về một khóa học trực tuyến mà ban e-learning của tập đoàn đề ra. Thế thì 8 cái video này nó chỉ có chừng hơn 100 phút một chút xíu thôi. Đấy, nhưng mà tôi cũng cố gắng là vừa giới thiệu các cái công cụ, vừa nói một chút về phương pháp cũng như là lý thuyết. Tuy là nó ngắn như vậy nhé, nhưng mà các thầy cô tin tôi đi là nếu như mà cứ sử dụng hết các cái công cụ giới thiệu trong 8 video này là các thầy các cô đã đáp ứng được khá nhiều yêu cầu của một khóa học e-learning mà ban e-learning của tập đoàn đã đề ra. Hey, sản phẩm khóa học đây trông nó sẽ như thế này. Các thầy các cô sẽ cần phải tạo cho chúng tôi một cái khóa học e-learning cơ bản dựa trên môn học mà các thầy cô đang tiến hành ở nhà trường. Nếu như các thầy các cô đang dạy các trường đại học thì các thầy cô có thể sử dụng các cái đề cương, các cái học phần của mình để bám theo đó mà xây dựng. Khóa học này nó cũng chính là sản phẩm nghiệm thu. Nếu như mà các thầy các cô không có thì các thầy cô sẽ không có được công nhận là đã hoàn thành khóa học. Thế thì bây giờ chúng ta học cái khóa này như thế nào? Các thầy cô chỉ cần đơn giản đó là xem video và thực hành theo. Chính vì cái tính chất của cái khóa học là sẽ có rất nhiều video để các thầy cô xem và thực hành, cho nên tôi thứ nhất là khuyến khích các thầy cô dùng thêm một màn hình phụ, và các thầy cô extend cái màn hình trên máy tính của mình sang cái màn hình phụ này. Giống như cái setting đây, các thầy cô thấy đây là setting trên cái bàn làm việc của tôi. Tôi dùng cái này rất là thường xuyên, và tôi cũng, nếu như thầy cô nào mà chưa dùng đến cái setting này thì tôi cũng khuyên các thầy cô nên đi mua một cái màn hình nữa để trang bị cho mình. Một cái màn hình như thế này bây giờ nó cũng chỉ có khoảng độ 1 triệu đồng là được cái màn hình ngon lành rồi. Còn ai mà muốn chơi đồ xịn, chơi game cho nó thật là sướng thì có thể mua cái màn hình 4-5 triệu. Nhưng mà có thêm một cái màn hình phụ thì cái năng suất làm việc trên máy tính các thầy các cô sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng hạn như bây giờ các thầy cô đang cần phải soạn thảo một văn bản mà không có màn hình phụ nhé, thì tôi cứ một cái màn hình này tôi đang gõ Word xong cái logo tôi muốn tham khảo thông tin trên web, tôi lại phải minimize cái cửa sổ Word và tôi mở cái cửa sổ web lên, rất là khó đúng không? Đấy, thì cái khóa học này của chúng ta cũng vậy, các thầy cô nên sử dụng màn hình phụ để gì? Chúng ta chiếu cái video lên màn hình phụ, còn trên màn hình chính là chúng ta thực hành theo trên hệ thống.
Trong trường hợp mà không có sẵn màn hình phụ thì chắc là các thầy các cô cũng nên là sử dụng hai máy tính, một máy tính chúng ta xem video và một máy tính chúng ta thực hành. Còn nếu như các thầy các cô mà cứ phải gọi là xem được một đoạn ngắn ở trên video xong rồi chúng ta minimize cái video xuống, chúng ta mở cái trang web lên để chúng ta thực hành thì thứ nhất là nó sẽ rất mất thời gian, và thứ hai nữa là nó sẽ khó theo dõi. Rồi, cái điều kiện thứ hai là gì? Các thầy các cô cần phải có account trong hệ thống iStudy. Và tôi nghĩ là vào thời điểm này thì các thầy các cô đã có ít nhất là hai account. Một là cái account có quyền student trong cái khóa hướng dẫn mà các thầy cô thấy 8-9 cái video này. Trước mắt là có 8-9 video nhé, nhưng mà tùy theo yêu cầu của tập đoàn cũng như tùy theo yêu cầu của các thầy các cô, chúng tôi có thể sẽ ép thêm dần dần, nó có thể lên đến 10, 11, 12, 13, 14 gì đó. Nhưng mà trước mắt cái plan là chúng tôi tạm thời có 8 cái video, và đến cái video thứ 9 là giới thiệu các cái hệ thống e-learning để các thầy cô hình dung ra cái format, phải không nào? Thế thì thứ nhất đó là account giúp cho các thầy cô truy cập và xem các video này để thực hành. Và cái thứ hai rất quan trọng nhé, nếu mà không có là các thầy cô sẽ không thực hành được, là các thầy cô sẽ phải có một khóa học mà các thầy cô được cấp quyền giáo viên trong khóa học này luôn. Phải có quyền giáo viên thì các thầy cô mới thực hành được các cái công cụ của giáo viên. Còn trong cái khóa học mà tôi đang nói đây nè, là cái khóa học mà các thầy cô là học viên, là student, các thầy cô cần một khóa học nữa có quyền là teacher. Nếu như các thầy cô mà không có cái khóa đó, các thầy cô sẽ không thực hành được. Và nếu như mà các thầy cô chưa có hai cái account này thì các thầy cô vui lòng liên hệ với lại người quản lý của mình, hay là liên hệ với lại ban e-learning của tập đoàn để được hỗ trợ. Trong quá trình học chắc chắn là chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Đôi lúc là nó sẽ bị lỗi, không làm được cái này, không làm được cái kia. Tại sao sinh viên của tôi không có vào thảo luận được? Tại sao nó sẽ xảy ra rất là thường xuyên, và chuyện này rất là bình thường. Cho nên có hai cách các thầy cô có thể nhận hỗ trợ. Cách thứ nhất, tôi rất khuyến khích mọi người là chúng ta hỏi những người học cùng lớp với mình, hoặc là hỏi các bạn đồng nghiệp của mình. Lý do đó là khi mà hỏi các bạn đồng nghiệp của mình ấy, thì mình sẽ nhớ vấn đề lâu hơn. Cái thứ hai nữa đó là mình sẽ cho mọi người thấy là ô, tôi cũng đang tập huấn tích cực đây nhé, tôi cũng đang rất là quan tâm đến cái vấn đề nhà trường tổ chức. Thứ ba nữa đó là nó sẽ tăng cái tương tác giữa người với người, gọi là student to student interaction trong cái khóa học trực tuyến. Cái này nó quan trọng lắm. Chứ còn các thầy các cô mà suốt ngày ngồi trước máy tính xem video rồi làm một mình thì cực kỳ chán, đó nào. Đấy, cái cách thứ hai mà các thầy các cô có thể nhận hỗ trợ là post lên trên diễn đàn của khóa học. Chúng tôi đã tạo ra khá là nhiều forum để hỗ trợ, từ forum để chia sẻ tài nguyên rồi forum hỗ trợ kỹ thuật. Đấy thì khi thấy câu hỏi ở trong đó thì chúng tôi sẽ cố gắng là login vào trả lời sớm nhất có thể. Nhưng mà tôi đặc biệt khuyến khích các thầy các cô nào mà biết cái giải pháp, biết cái câu trả lời thì chúng ta tự post lên. Khi mà tôi dạy trong các cái lớp ở trường của tôi, tôi thường xuyên khuyến khích sinh viên làm việc này. Và thôi, tôi không có nói rông dài nữa. Bây giờ xin các thầy các cô bắt tay vào video số 1, thực hành update profile. Tôi thực sự hy vọng đó là các thầy các cô sẽ tạo ra được những cái khóa học trực tuyến có chất lượng thật là tốt và nhanh chóng đạt được cái đẳng cấp chuyên nghiệp để chúng ta có thể đưa lên cả các cái hệ thống e-learning đã được thương mại hóa. Rồi, xin chúc các thầy các cô thành công. Xin hẹn lại các thầy các cô trong video tiếp theo.